Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ ôn tập đến unit cuối cùng ha, của chương trình Anh văn 1, đó là unit 12 The Earth. Rồi, bài này sẽ học về những cái nội dung liên quan đến địa cầu ha. Thì đầu tiên cái nhóm từ vựng của nó liên quan đến measurements, sự đo lường ha. Thì mình có một số những cái đơn vị đo sau đây. Thứ nhất là độ C nè, degree Celsius, degree Celsius. À, kilogram ha, kilogram, kilogram, kilomet, kilometer, kilometer. Rồi, lít ha, liter, liter. Tỷ lệ phần trăm, percentage, percentage. Rồi, mét vuông ha, square meter, square meter. Meter là mét và square là hình vuông, mét vuông đó ha. Tiếp theo mình có lục địa là châu Phi ha, Africa, Africa. Tiếp, mình có cái từ là cái vòng bắc cực đó, bạn có thể nhìn thấy trên màn hình cái vòng này nè. Đó, cái khu vực này theo như địa lý á, à, từ cái khu vực này trở lên trên được coi là khu vực thuộc Bắc Cực ha. Thì mình sẽ có cái từ cái vòng Bắc Cực nè, Arctic Circle, Arctic Circle. Rồi tiếp chúng ta sẽ có từ châu Nam Cực ha, Antarctica, Antarctica. Châu Úc, Australia, Australia. Châu Âu, Europe, Europe. Rồi chúng ta có bán cầu ha, bán cầu Bắc hoặc bán cầu Nam đó, Hemisphere, hemisphere. Lượng mưa, rainfall, rainfall. Nhiệt độ, temperature, temperature. Từ này bạn không nên đọc là temperature nha, temperature là nó dư mất một âm ở đây nè. Từ này nó chỉ có ba âm thôi, temperature, tức là chữ e thứ hai ở giữa này nè, em tưởng tượng nó không có mặt ha, thì mình sẽ đọc đúng là tem ha, tem kết thúc là chữ p. Sau đó mình đọc tiếp tới chữ r phía sau luôn ha, temperature, temperature. Rồi chúng ta có verb ha, thể hiện sự giảm, decrease, decrease. Ngược lại với giảm mình có từ tăng, increase, increase. Rồi cái nhóm từ vựng thứ hai đó là liên quan đến land and water, đất và nước ha, những cái từ vựng liên quan đến địa lý này nọ. Rồi đầu tiên mình có từ lục địa hoặc là châu lục, continent, continent. Một đất nước, một quốc gia, country, country. Rồi tiếp theo mình có từ sa mạc ha. Sa mạc từ này đọc là desert, desert. Đừng lộn với desert nha. Desert là món tráng miệng, nó sẽ có hai chữ S lận. Còn cái từ sa mạc desert nó chỉ có một chữ S thôi. Rồi, rừng rậm, forest, forest. Rồi, hòn đảo, island, island. Đây cũng là một trong những từ mà người Việt Nam phạm sai nhiều nhất nè. Thông thường chúng ta nhìn thấy chữ S, em có xu hướng đọc lại Iceland đúng không? Nhưng đây là S cầm, nó hoàn toàn không phát âm luôn, nó chỉ có đọc là Iceland, Iceland vậy thôi. Rồi cái hồ nước, lake, lake. Ngọn núi, mount, mount. Dãy núi, mountain, mountain. Đại dương, ocean, ocean. Dòng sông, river, river. Biển cả, sea, sea. Rồi một cái rãnh, một cái mương, một cái hào hoặc là một cái khe nứt á, trench, trench. Thì ở unit 12 em đã học trên trường rồi đó, thì nó sẽ có một cái bài nó nói về cái khe nứt ở dưới đại dương ha, đó là cái nơi sâu nhất trên thế giới đó, cái khe vực Mariana Trench đó là nó đó ha. Rồi nhóm từ thứ ba liên quan đến the earth and all the planets, trái đất và các hành tinh khác ha, thì nó có dính dáng đến một số từ trong bài sau đây. Không khí, air, air. Nhà thiên văn học, astronomer, astronomer. Khoảng cách ha, khoảng cách từ A sang B, distance, distance. Nhà thám hiểm, explorer, explorer. Con người, loài người, human, human. Hành tinh là planet, planet. Thực vật, plant, plant. Hòn đá, rock, rock. Rồi, tiếp theo chúng ta có từ không gian ha, space, space. Ngôi sao, star, star. Bề mặt, từ này người Việt Nam cũng đọc sai nhiều lắm ha. Thông thường có vẻ xu hướng em sẽ đọc là surface đúng không? Nhưng từ này sẽ đọc đúng là surface, surface. Trái đất, địa cầu, the earth, the earth. Mình dùng đi, tại vì thứ nhất chúng ta phát âm, em nhìn cái danh từ phía sau nè, earth nó bắt đầu là một nguyên âm. Nguyên âm là gì? A, E, I, O, U. Thì nó bắt đầu bằng nguyên âm E.
Thành ra cái từ phía trước á, thay vì dùng the thì em sẽ phải đọc là the ha, the earth. Rồi tại sao lại dùng the? Tại vì trái đất chỉ có một thôi ha, đây là cái vật thể duy nhất ở trên thế giới này. Thành ra mình sẽ dùng mạo từ xác định ha. Lát hồi qua ngữ pháp thì các bạn sẽ gặp lại cái chủ điểm ngữ pháp này. Tiếp theo, mặt trời, the sun, the sun. Rồi, ngoài lệ một chút. Ở đây star và the sun, em thấy cái hình minh họa nó na ná nhau không? Mặt trời thực chất nó là một ngôi sao đó. Đó, ha. Còn trái đất kiểu như trái đất là sao mộc, sao thủy, sao kim gì đó thì nó là hành tinh. Còn mặt trời của chúng ta là một ngôi sao đấy. Thì em nhìn vô ban đêm á, ha, những cái đốm sáng 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 trên bầu trời đó. Mỗi cái đốm sáng như vậy là một cái mặt trời ở một cái nơi xa xăm nào đó ha. Đó. Cái này thông tin thêm về thiên văn học thôi. Tiếp theo, nước. Water. Water. Rồi mình có cái cụm tính từ là khác biệt so với cái gì đó. Different from. Different from. Ngược lại, giống hoặc tương tự với ai đó hoặc cái gì đó. Similar to. Similar to. Rồi lâu lâu sẽ có một số câu trắc nghiệm, biết đâu nó sẽ hỏi cái giới từ ha, sau different dùng giới từ gì, hoặc là sau similar nó dùng giới từ gì. Thì em phải nhớ ha, different sẽ đi chung với from, different from. Nhưng mà similar sẽ là similar to. Rồi động từ khám phá hoặc thám hiểm, explore, explore. Tìm kiếm thứ gì đó, look for, look for. Bay theo một quỹ đạo ha, orbit, orbit. Động từ di chuyển hoặc là đi lại, travel, travel. Nhớ nha, travel không chỉ có nghĩa là du lịch, travel chỉ đơn giản là đi từ điểm này đến điểm kia thôi ha. Rồi ngữ pháp của bài này thì sao? Ngữ pháp của bài này thì đầu tiên nó là sẽ nói về will và want ha. Hai cái này nó là hai cái modal verb dùng để diễn đạt tương lai đó. Will tiếng Việt mình hay dịch là sẽ đó. Đây là một động từ khiếm khuyết. Nó chính viết tắt của từ will á, chính là phẩy rồi hai chữ l ha. Và phủ định á, thì mình thêm not vô phía sau từ will là được. Rồi, thì có thể khẳng định ha, cho dù chủ ngữ nó là gì thì will vẫn mãi mãi không thay đổi, nó vẫn là will. Và sau will luôn luôn sẽ là một cái động từ ở dạng nguyên mẫu ha. Tại vì tính chất của will nó giống như các modal verb khác ha, can, could, should, may, might, vân vân, dùng y như nhau vậy đó. Chủ ngữ cho dù nó là I, we, you, they hay là he, she, it, số ít, số nhiều thì modal verb của nó không bao giờ thay đổi ha. Không thêm s, không có chia bất cứ cái gì cả. Cứ giữ nguyên. Và sau will, sau các modal verb nói chung á, luôn luôn là động từ nguyên mẫu ha. Rồi, thể phủ định thì nãy cũng nói rồi ha. Chúng ta chỉ cần thêm not vô phía sau từ will là nó được hình thành dạng phủ định rồi. Và will not viết tắt sẽ là want. She want cái gì đó, he want cái gì đó ha, giống y như nhau. Ví dụ như he won't go to school next week. Anh ấy sẽ không có đi học vào tuần sau. Thể nghi vấn thì sao? Chúng ta sẽ thấy từ will lên đằng trước, rồi đến chủ ngữ, rồi động từ nguyên mẫu phía sau vẫn là động từ nguyên mẫu ha. Trả lời ngắn gọn, yes, chủ ngữ will. Không đồng ý, no, chủ ngữ won't. Ví dụ, will you be at the party tonight? Bạn sẽ có mặt ở bữa tiệc tối hôm nay chứ? Rồi, nếu như em khẳng định là em sẽ có mặt ha. Yes, I will. Nếu như em không, no, I won't. Rồi, cái này là cái giới thiệu thêm về modal verb ha. Rồi, chúng ta gọi will là một modal verb, một cái động từ khiếm khuyết. Cơ bản, đúng theo nghĩa đen của nó. Tức là cái từ này nó bị khuyết tật. Khuyết tật ở chỗ là chúng ta sẽ không có chia S, ES ha. Cho dù chủ ngữ nó là ngôi thứ ba xuất đi chăng nữa. Như thầy nãy anh thầy có nói rồi đó, he, she, it thì will nó vẫn là will, chứ bạn không có thêm s vô ha là sai. Rồi chúng ta sau từ will lập tức dùng một cái động từ nguyên mẫu mà mình không cần nhét từ to vô làm gì ha. I will help you là được rồi, chứ không có I will to help you là sai. Rồi nó còn khiếm khuyết ở chỗ khi mà thể phủ định á, không cần dùng bất cứ trợ động từ don't, doesn't gì cả. Em nhớ thì hiện tại đơn không? Nếu muốn phủ định thì phải dùng trợ động từ don't hoặc là sẽ sử dụng trợ động từ doesn't nếu như chủ ngữ là he, she. Nhưng ở đây rất đơn giản, em chỉ cần thêm not vô phía sau will là được ha. Rồi, tương tự như vậy thể nghi vấn vậy đó. Mình chỉ cần đem từ will hoặc là từ gì đó lên đằng trước thôi ha. Còn không cần bất cứ trợ động từ do, does gì thảy lên đằng trước nữa ha. Chỉ cần từ will bản thân nó thảy lên đằng trước là đã hình thành được câu hỏi rồi. Rồi, cách dùng của will và want.
diễn đạt một cái diễn đạt một cái sự việc hoặc là một cái dự đoán nào đó có khả năng sẽ xảy ra trong tương lai ha. Thí dụ như cái điều này là điều chắc chắn là he will be 40 years old next week. Anh ta sẽ 40 tuổi ha vào tuần sau. Rồi, hoặc là mình dự báo vu vơ, it will rain tomorrow, ngày mai trời sẽ mưa. Ha. Đấy, dùng để diễn đạt dự đoán về hiện tại nè, it will rain today, hôm nay trời sẽ mưa, dự đoán thôi. Ha, không biết đúng hay sai. Rồi, will nó còn được dùng trong thì tương lai á để đưa ra quyết định ngay lúc nói mà mình không hề có cái sự chuẩn bị từ trước, không hề suy nghĩ trước trong đầu, không hề lên dự định trước là mình sẽ làm gì hoặc mình sẽ nói gì. Ví dụ như I'm so hungry, tôi đói quá. Đây là một cái lời bất chợt trong lúc giao tiếp mà. I will make myself a sandwich. Tôi sẽ tự làm cho mình một cái bánh mì sandwich. Thì cái này là một dạng giống như một cái lời nói mà bất chợt trong lúc mình phát ngôn ra, cũng là tương lai nhưng mà bất chợt thôi chứ em không có dự tính trước ha. Còn thí dụ cái này khác nè, em dự tính trước, ok, tôi sẽ làm cho mình một cái sandwich vào sáng ngày mai, cái đó khác rồi nha, cái đó là em nói về dự định đó, lúc đó sẽ dùng cái dạng tương lai khác chứ không có dùng will. Rồi, ngoài ra chúng ta có thể dùng từ think, tôi nghĩ rằng cái gì đó ha, hoặc là I don't think, tôi không nghĩ rằng, trước cái will á, để đưa ra một cái dự đoán của bản thân. Ví dụ, I think it will snow tomorrow, tôi nghĩ rằng trời sẽ có tuyết vào ngày mai. Đây là dự báo của bản thân thôi ha, còn đúng hay sai không biết. Rồi, chúng ta thường nói I don't think cộng với will, chứ mình thường không có dùng I think rồi phía trước dùng từ want ha. Cái này thầy copy từ trên xuống thầy quên sửa này. Thí dụ, tôi nghĩ là trời sẽ không có tuyết vào ngày mai á, thì bạn nên dùng là I don't think it will snow tomorrow. Tôi không nghĩ là trời sẽ có tuyết vào ngày mai. Nó chính xác hơn so với cái việc bạn dùng theo cách là I think it won't snow tomorrow. Ha. Nói chung chúng ta sẽ sử dụng cái lối suy nghĩ là tôi không nghĩ rằng á, thì bạn sẽ sử dụng phủ định ngay cái chỗ think, chứ mình không có phủ định vô cái chỗ mà will ha. Rồi, tiếp theo là cái nhóm ngữ pháp nó liên quan đến mạo từ. À, mạo từ the hoặc không dùng mạo từ trước các cái danh từ. À, mạo từ là gì? Có ba mạo từ, and the. Mạo từ là một trong ba từ này nè. Nó đứng trước danh từ để cho biết rằng cái danh từ đó đã được xác định trước hay chưa, đã được người ta nhận diện trước hay chưa ha. Thì cái tên của nó là mạo từ bất định, anh dùng để diễn đạt một cái gì đó chưa xác định hoặc là không xác định rõ ràng ha. Rồi, thí dụ như thầy nói là a tiger, một con hổ, ok, thì em nghĩ đến con nào cũng được ha, nhưng mà thầy nói the tiger at the zoo, cái con hổ, con nào, cái con ở sở thú, lúc đó khác nha. Đó, thì cái mạo từ dạng này nè, chữ the đó, được gọi là mạo từ xác định ha. Mạo từ xác định the đứng trước một cái danh từ nào đó về cơ bản đã được xác định cụ thể về địa điểm, vị trí hoặc đã được đề cập ở những câu trước đó rồi. Nó dùng từ the khi cả người nói lẫn người nghe đều nhận biết được cái sự vật đó, cái con người đó hoặc cái địa điểm đó đã được biết trước rồi ha. Rồi, thì đối với đề thi á, nó sẽ cho em phân biệt giữa khi nào dùng the, khi nào không. Thậm chí là họ còn cho thêm những cái đáp án anh vô nữa ha, để cho câu của nó rối lên. Thì chúng ta sẽ dùng mạo từ the trước các cái loại tên gọi sau đây ha. Trước tên sa mạc, dùng the. Ví dụ, the Sahara Desert. Trước tên của biển, dùng the. The Mediterranean Sea, biển Địa Trung Hải. The East Sea, biển Đông. Trước tên đại dương có the. The Atlantic Ocean, the Pacific Ocean, Đại Tây Dương, Thái Bình Dương. Trước tên của sông, các dòng sông có chữ the. The Nile, the Mekong, sông Nin nè, sông Mekong. Trước tên riêng của một số những cái địa danh, một số tên quốc gia nó có chữ the ha. Ví dụ nước Mỹ nè, the USA, thì cái tên của nó là the United States of America. Đây là tên riêng của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ có the. À, the Alps ha, dãy Alper, tên của nó làm trong nhóm đặc biệt có the. The Philippines, nước Philippines có chữ the. The Netherlands, nước Hà Lan có chữ the. Rồi, đây là một số những cái ngoại lệ mà chúng ta sẽ phải dùng từ the trước những cái tên gọi ha.
Nhưng chúng ta sẽ không dùng bất cứ một cái mạo từ nào nữa đối với những cái nhóm sau. Không dùng luôn nha. Thứ nhất, tên châu lục Asia, Africa, Europe, vân vân, không dùng được. Tên các quốc gia, trước tên các quốc gia không dùng được. Mexico, Việt Nam, China, Japan, vân vân, không dùng được. Tên của những cái bang thì mình cũng không dùng the luôn. California, Texas. Chứ mình không dùng the Texas là sai nha. Tên các thị trấn, các thành phố, dùng Milan, Hồ Chí Minh City. Chứ có ai nói the Hồ Chí Minh City bao giờ đâu đúng không? Sai đó. Không dùng the trước tên các thành phố ha. Tên những cái nơi trong thành phố, ví dụ như coi tên đường, tên tòa nhà vân vân, không dùng the. Ví dụ George Street, Lê Trọng Tấn Street, Oxford University, Hu Phi University, Waterloo Station, Sài Gòn Station, vân vân, không có cái nào có the cả ha, tên riêng. Rồi, tên hồ. Rồi, không có the. Hơi lạ ha, biển và đại dương và sông á, nói chung ba thằng này có nước nè thì dùng the, nhưng hồ thì không. Lake Tahoe, Turtle Lake, hồ con rùa, Salt Lake, hồ Hoàng Kiếm. Đấy, mấy cái này đều không có the ha. Hoặc là tên của một ngọn núi đơn lẻ, Mount Everest, thì không có the ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm vài câu để mình ôn tập ha, những cái mà bạn vừa xong. Rồi, đầu tiên là cái nhóm bài tập nó liên quan đến thì tương lai will ha. Rồi, câu số 1. Cái này nó ôn tập cơ bản thôi em. Sau will em nhớ lại coi. Sau will lập tức mình sẽ dùng động từ ở dạng nguyên mẫu đúng không? Xong, câu 1, live. People will live on the moon in the future. Người ta sẽ sống được trên mặt trăng á, trong tương lai. Đây là một cái dự báo, một cái gì đó có khả năng xảy ra trong tương lai. Dự báo vu vơ thôi, không có bằng chứng gì có thể chứng minh được hết. À, câu số 2. Ok. Tôi cái gì đó return the book after I read it. Trả lại cuốn sách sau khi tôi đọc xong nó. Sau khi đọc xong nó thì mình sẽ trả cuốn sách lại ha. Will bình thường thôi. I will return the book after I read it. Ngoài ra nếu em không suy nghĩ được đây là tương lai, em cũng có thể dùng pháp loại trừ cũng được. Thí dụ em ráp câu B vô đi. I am return. Làm gì có thì nào trên đời mà to be cộng với động từ nguyên mẫu. Chỉ coi. Không có. Sai. Sao dùng not lẻ loi ngay phía trước cái này được ha. Rồi chủ ngữ cộng với động từ. Ở đây muốn dùng not thì phải dùng trợ động từ kìa. Phải dùng trợ động từ. Thí dụ như I don't return hay cái gì đó. Thì may ra ha. Chứ ráp từ not chỏng gọn ở đây là không được. Sai luôn. Tương tự như vậy. I going to. Thì làm gì có cái cấu trúc I going to. Thông thường em muốn nói tương lai mà tương lai ý định á, tương lai dự định á, thì phải là I am going to. Nó thiếu to be phía trước nữa ha thì mới đủ. Câu D em sai luôn. Đấy, em cứ ráp từng đáp án vô thì đáp án đúng tự khắc cũng loại ra. Số 3 thì sao? Ok. Ok, nó mô tả một cái tương lai nè. Tom cái gì đó at a tomorrow morning. Lúc 8 giờ sáng ngày mai. Thì mô tả một cái tương lai thôi ha. Tom will arrive at 8 tomorrow morning. Tom sẽ đến đây lúc 8 giờ sáng ngày mai. Ha, bình thường thôi. Ngoài ra, nếu em dùng phương pháp loại trừ, thì câu A sai ngữ pháp. Sao will mà dám dùng arrive thêm S? Rồi, câu C sai ngữ pháp. Làm gì có will rồi going to. Hai thằng này không bao giờ đứng chung á. Một là will, hai là be going to. Rồi, câu B thì đúng ngữ pháp, nhưng mà sai vậy thì. Tại vì nó đang mô tả tương lai, không có dùng đáp án ở thời hiện tại đơn được ha. Số 4 thì sao? Ok. Khi nào Tom đến nơi, chúng ta sẽ bắt đầu bữa tiệc, đúng không? Ok. Thì đây mô tả một cái lời nói tương lai bình thường thôi. When Tom arrives, we will have a party. Ngoài ra, em phân tích thì ba đáp án này đều sai cả. Câu A sai ngữ pháp. Sau will phải phải dùng động từ nguyên mẫu là have chứ không phải là has. Sai. Câu B thì we have thì đúng ngữ pháp nhưng mà sai thì nó đang mô tả một vế hiện tại, một vế điều kiện thì vế kia tương lai nó sẽ xảy ra. Thì câu này ở dùng ở hiện tại là sai. Rồi. Câu C thì cũng sai luôn tại vì sau to phải trả về nguyên mẫu là are going to have thì may ra. Rồi A B C sai, câu D đương nhiên luôn. Số 5. This letter is in French and I don't know French. Can you help me? Lá thư này viết bằng tiếng Pháp mà tôi không biết tiếng Pháp. Bạn có thể giúp tôi được không? Tức là em hiểu đây là một cái câu chuyện mà đang nói ra một cách bất chợt ha. Không có ai
suy nghĩ trước hoặc dự kiến trước là mình sẽ nói về những cái câu chuyện này cả. Thành ra đây là một cái tương lai được dạng gọi là tương lai bất chợt, đúng không? Ok, người này hỏi thăm là giúp tôi dịch cái này được không, người kia nghe và trả lời ngay lập tức mà không có suy nghĩ trước ha. Ok, sure, I will translate it for you. Tôi sẽ dịch nó cho bạn cho. Ha, một cái lời nói mà mình phản ứng lại, ha, phản hồi lại đối với một cái lời hỏi thăm của người ta mà mình không có dự kiến trước là mình sẽ nói câu này ha. Thì đây là một cái tương lai bất chợt thôi. Số 6 thì sao? Can you give Anne a message for me? Bạn có thể đưa cho Anne một cái tin nhắn giúp tôi được không? Sure, chắc rồi. Properly, có lẽ đây đều là những cụm từ mô tả một cái gì đó vu vơ, cái gì đó mà em nói ra bất chợt trong lúc nói chứ chưa hề có ý định trước. Thành ra cái này cũng mô tả một cái tương lai bình thường ha. Sure, probably we'll see him at the meeting this evening. Ok, có lẽ là sẽ gặp anh ta vào cái buổi họp tối nay thôi ha. Rồi, cái này mới khó nè, cái nhóm về mạo từ ha. Rồi thì năm câu này thầy chọn nó còn khó hơn cả những câu bình thường nữa cơ. Thành ra là các bạn phải suy nghĩ coi, nhớ lại coi, trong từng tình huống chỗ nào dùng the, chỗ nào không có the, hoặc nếu không phải rơi vô không phải rơi vô the hay không có the thì mình sẽ phải suy nghĩ theo lối thông thường là sử dụng hay anh đối với một thứ gì đó mà nó đề cập chung chung ha. Rồi, câu 19 thì sao? He lives near blah 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 Lake Michigan. Thì em nhớ lại coi, lake là hồ đúng không? Mà đối với hồ thì chúng ta không dùng mạo từ. Nói đơn giản thôi, he lives near Lake Michigan. Anh ta sống gần hồ Michigan. À. Rồi, câu số 20. Pyramids, các kim tự tháp, are in cái gì đó, Egypt. Thì mình phân tích câu sau chứ, hai cái vế sau chứ nó dễ hơn. Egypt là nước Ai Cập. Đây là tên của một quốc gia. Mà tên của một quốc gia thì không dùng the. Đúng không? Trong bốn đáp án này dễ lắm em. Chỉ có một đáp án duy nhất không có dùng mạo từ ở phía sau là câu C. Em không cần xét đáp án của cái câu đầu luôn, nó là câu đúng. Rồi, nhưng câu đầu mình có dùng the ha. The pyramids are in Egypt. Kim tự tháp, đây là những cái công trình được coi là duy nhất ha, những cái công trình được coi là duy nhất trên thế giới này. Thành ra về cơ bản nó luôn luôn xác định, em nhắc đến hình ảnh kim tự tháp là em biết mấy kim tự tháp đó, nó nằm ở đâu hoặc nó là cái gì rồi đúng không? Thành ra nó luôn luôn là một dạng danh từ xác định ha. Rồi, câu 21, is Mary's husband here? Chồng Mary có mặt ở đây không? Ok, no. Chồng của Mary là nam đúng không? Ok, thì đáp án nó phải là he. Ok. Thành ra đáp án nhìn vậy chứ dễ lắm. Chỉ cần xác định câu A thôi. Ha, câu A nó có he isn't là em đã xác định đúng luôn rồi ha. Đấy, không cần quan tâm câu sau. Nhưng bây giờ mình sẽ phân tích câu sau tại sao dùng the nha. He is in the United Kingdom. Anh ta thì đang ở nước, một cái nước tên là UK, United Kingdom, Vương quốc Anh ha. Đây cũng là tên riêng của một cái đất nước. Thành ra mình phải dùng từ the ha đối với cái tên riêng này, giống như the USA vậy đó. Thì ở bên nước Anh đó, nó có cái nước gọi là Vương quốc Anh, The United Kingdom. Rồi, câu 22 thì sao? Ok. Where's Dublin? Câu B, is it in Ireland? Rồi, Ireland đây là tên của một quốc gia thì nó sẽ không dùng the đúng không? Bạn cứ phân tích cái chỗ nào dễ bạn làm trước, không nhất thiết là phải đúng thứ tự đâu. Câu B và cái câu trả lời B này là nó dễ hơn. Rồi, Ireland đây là tên của một đất nước không dùng the thì mình có hai đáp án khả thi. Đó là câu B hoặc câu D. Ok. Dublin là cái gì? Tuy em không biết nó là gì nhưng nó viết qua có vẻ đây là tên một cái địa danh nào đó, tên một thành phố hay là tên một cái tỉnh nào đó đi. Và người ta trả lời câu B là nó nằm ở đất nước Ireland. Thì tên riêng của một thành phố hoặc một tỉnh làm gì có dùng the đúng không em? Review lại cái phần hồi nãy nè ha, em sẽ nhớ lại được đó. Thành ra đáp án câu này là cả hai đều không có mạo từ. Đó. Cứ phân tích lần lần nó sẽ ra ha. Rồi câu số 3. There is cái gì đó museum in the city center. Có cái bảo tàng trong cái trung tâm thành phố. Chấm. Rồi. Museum is full of antique jewelry. Bảo tàng thì đầy ắp ha những cái trang sức cổ đại. Thì cái vế đầu tiên người ta chỉ nói chung chung là có một cái bảo tàng trong thành phố đúng không?
tại vì bảo tàng này đã được nhắc đến lần nào đâu, đây là câu đầu tiên nó được đề cập đến mà, thành ra câu đầu chúng ta sẽ dùng mạo từ ờ chung chung. Thì có một đáp án đúng thôi, chính là câu A, có một cái bảo tàng trong thành phố. Rồi thế tại sao vế sau nó dùng đờ? Vế đầu có một cái bảo tàng, cái bảo tàng này đã được xuất hiện ở vế đầu rồi, thành ra vế thứ hai cái bảo tàng lập tức trở thành một cái đối tượng xác định rồi. À, nó đang đề cập đến cái bảo tàng trong thành phố này. Đó, thành ra vế đầu lần đầu tiên xuất hiện thì em dùng mạo từ chung chung là ờ hoặc là anh. Nhưng vế sau nếu em tiếp tục xuất hiện lại cái danh từ đó, lần này nó sẽ xác định rồi và nó sẽ dùng chữ đờ em ạ. Rồi, thì tới đây cũng là kết thúc trọn vẹn ha cái series về ôn tập về cái chương trình Anh văn 2. Thì hy vọng nó sẽ giúp ích cho các em được phần nào trong cái bài thi cuối kỳ ha. Rồi, chúc các bạn làm bài thật tốt và mình sẽ vượt qua môn cách thành công nhất nhé. Thank you and good luck.